Bài tập tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sắp xếp trong GBA Repository. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sắp xếp các cái tiêu chí tên giá trong cái table sản phẩm của chúng ta. Thì trong các bài học trước thì chúng ta đã sử dụng cái Cruise Repository. Ở đây thì các bạn sẽ chú ý chúng ta đang sử dụng là Cruise Repository. Thì trong Cruise Repository này nó sẽ có một số cái hàm. Ví dụ như hàm save thì tổng mới và update, delete, get one, file. File là truy vấn tất cả các thực thể, cầm cao là lấy số lượng, vân vân. Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp. Thì sắp xếp này thì các bạn phải sử dụng nó là một cái là paging and sorting repository. Có nghĩa là bài học trước thì chúng ta đã implement là group repository. Thì trong bài này thì chúng ta đang sử dụng là paging and sorting các bạn nhé. Các bạn chú ý. Và trong này nó cũng chứa hai cái tham số, T là entity của chúng ta và ID là cái khóa của chúng ta. Thì trong cái paging and sorting này thì nó sẽ có một hàm file. File là file sort, có nghĩa là sắp xếp. Tuy vấn tất cả nhưng mà là có sắp xếp. File payable, cái này là truy vấn nhưng mà có phân trang. Ở đây thì các bạn thấy ở đây có sắp xếp và phân trang. Trong những cái nào mà các bạn sử dụng sắp xếp và phân trang thì các bạn sẽ implement cái này vào. Sort là các tiêu chí sắp xếp này. Payable là cung cấp các tiêu chí các sắp xếp và phân trang nếu cần. Pay chứa dữ liệu của trang. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sắp xếp các thông số theo cái tiêu chí của trong cái product của chúng ta. Đầu tiên thì các bạn mở cái project của chúng ta lên và các bạn sẽ new cho mình là một cái product DAO. Ở đây thì trong cái DAO của chúng ta thì các bạn sẽ new cho mình một cái product DAO. Product DAO của chúng ta là một cái interface các bạn nhé. Bạn new cho mình là một interface product DAO. Thì trong product DAO này các bạn sẽ attend paging and sorting chứ không phải là group repository nhé. Paging and sorting này, ở đây thì chúng ta sử dụng là product của chúng ta. Ở đây các bạn product thì có trường ID của chúng ta là kiểu là integer. Đó, các bạn chú ý. Nó không giống như trong các account của chúng ta các bạn nhé. Account của chúng ta thì chúng ta đang attend cái gì? Cruise Repository. Mà ở trong các product của chúng ta thì chúng ta sử dụng là paging and sorting. Cái này thì nó sẽ nhiều hơn cái cruise. Cruise là những cái đơn giản thôi các bạn nhé. Cái này thì những cái hàm đơn giản như hôm bữa chúng ta làm. Trong này thì không có sắp xếp phần trang. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình cái product service implement. Này, product service implement. Trong cái product service implement này thì các bạn có thể comment hết tất cả cái này lại, hoặc là mình không dùng tới thì các bạn có thể xóa nó đi. Cái này mình sẽ viết lại toàn bộ này, vậy là mình xóa nó đi. Ở trong này thì chúng ta sẽ tìm cái auto-quay của product DAO vào. Ok, ở đây các bạn xóa cái bên này đi, trong cái service các bạn xóa cái này đi. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể xóa bớt mấy cái này đi. Đó. Rồi, sau đó thì các bạn bấm chuột phải, chọn sort mà chọn là generate delegate methods. Sau đó bạn chọn select all. Sau đó bạn bấm generate. Và trong này thì các bạn sẽ edit lại các phương thức này. Đây thì chúng ta sẽ trả về cho nó một cái product. Chỗ này là trả về cho mình là một cái list product.
Ok các bạn, sau đó thì các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là pull up. Bạn select on và chúng ta sẽ bỏ cái product deal này đi. Sau đó bấm next và chúng ta sẽ bấm finish. Ở đây thì các bạn sẽ có các cái thành phần product service và product implement. Tiếp theo thì các bạn sẽ qua bên phần bên là product controller. Thì bên product controller này thì các bạn có thể sử dụng lại những cái này hoặc là chúng ta sẽ bỏ nó qua. Ở đây thì chúng ta sẽ comment nó lại các bạn nhé. Comment lại. Chúng ta sẽ viết test trước các bạn. Ở đây chúng ta sẽ return về một cái chuỗi. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái response body. Có nghĩa là trả về luôn trong cái hàm này của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái list. List product. Click product lại bằng bằng cái service của chúng ta bạn à, cái service product của chúng ta này bằng auto wire cái service product này bằng cái service này chấm file. Ở đây là chúng ta sẽ hiển thị tất cả các cái danh sách ra trước nữa các bạn. Ở đây chúng ta sẽ lock ra màn hình, lock ra màn hình thì các bạn sẽ viết hàm for for x và chúng ta sẽ lock ra màn hình cái product của chúng ta. Rồi mình lock ra cái gì thì các bạn phải vô trong cái product của chúng ta. Ở đây thì product.toString hoặc là product cũng được các bạn. Rồi qua bên này thì các bạn sẽ viết override lại cái hàm toString của nó và bấm chuột phải này, hoặc là các bạn sẽ ghi là toString. Đây hàm toString của chúng ta. Các bạn bấm chuột phải cũng được. Chọn là source này, generate toString. Ở đây thì chúng ta sẽ custom lại hàm toString. ToString của nó nhiều quá thì chúng ta sẽ custom lại. Ở đây thì chúng ta sẽ in ra cái gì? Get ID cộng cho get name cộng cho get file cộng cho cái ngày tạo đó, ví dụ như thế. Ok các bạn, và đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó các cái product. Thì các bạn sẽ vào trong cái database của chúng ta này, này database chúng ta, và chúng ta sẽ tạo ra cho các product. Các bạn vào trong cái product của chúng ta, muốn nhập dữ liệu product thì các bạn sẽ nhập dữ liệu trong cái catalog trước các bạn nhé. Này, trong catalog này chúng ta sẽ có là ID bằng 1 điện thoại, ID bằng 2 laptop. Tiếp theo thì các bạn sẽ làm dữ liệu cho cái product. Các bạn mở product lên. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó variable bằng su. Cái ngày tạo, ví dụ như là ngày tạo là 20 ngày tháng năm, tháng ngày năm các bạn nhé, ví dụ như ngày 07 tháng 7 2021. iPhone 6 đi, giá là 16 triệu, cái đây bằng 1. Cái đây các bạn sẽ copy xuống, ví dụ như là đây là ngày 6 tháng 6 iPhone 7 17 triệu. Ngày 8 tháng 8 đây thì các bạn bỏ nhiều vô thì các bạn mới thấy được cái này nó chạy như thế nào các bạn nhé. Rồi,
Ok, sau đó thì các bạn copy xuống, copy bài cái xuống, bỏ nhiều vô. Ở đây thì chúng ta được 35 cái rồi. Mà copy luôn 35 cái thì chúng ta sẽ có được khoảng 70 cái. Cái này là chúng ta sẽ có 70 cái product trong này. Ok chưa bạn? Này. Đó, chúng ta có 70 product. Sau đó thì các bạn qua bên cái chương trình của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ viết trong cái product controller này. Chúng ta sẽ in ra. Phải on in ra. Cái nó in ra là chưa sắp xếp gì hết các bạn nha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình bằng tấm vào là localhost này, product này, view. Ok, sau đó thì các bạn bật qua phần console các bạn xem. Đây, nó hiển thị cho chúng ta tất cả các product này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 70 cái effort. Ok, ở đây thì mình sẽ viết cái hàm là sắp xếp theo tên, theo giá hoặc là theo số thứ tự. Ở đây thì các bạn sẽ thấy ở trong cái đề của chúng ta, ở đây nó là sắp xếp theo ID này, sắp xếp name này, sắp xếp variety này, sắp xếp theo đây. Ở đây thì chúng ta sẽ cần bỏ vào cho nó một cái biến. Ở đây chúng ta sẽ một cái biến là from field. Ở đây thì các bạn sẽ copy vào hoặc là các bạn gõ lại nhé. Này, cái này bạn sẽ gõ lại, sẽ copy vào phải này. Rồi, chúng ta sẽ có một cái request param là một cái field optional. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái sort. Này, cái sort này các bạn. Rồi, cái sort của chúng ta. Cái sort này thì các bạn sẽ ép vào một cái spring data domain nhé. Spring data domain. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ file on và chúng ta sẽ sort vào. Ở đây khi mà bạn truyền cái tham số vào, ở đây thì chúng ta sẽ truyền vào một tham số field. Các bạn truyền từ một tham số field từ cái trình duyệt vào thì nó sẽ đọc. Nếu cái field của bạn bằng ID thì nó sẽ search, nó sort theo ID. Nếu mà name thì nó sort theo name, file thì nó sort theo file và cái ngày tạo thì sort theo ngày tạo. Nếu cái field của chúng ta mà bằng rỗng á, thì nó sẽ mặc định là sort theo file. Sau đó thì nó sẽ gọi hàm file on sort và nó sẽ in ra cho chúng ta dưới dạng log. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Thế là chương trình này thì các bạn sẽ vào trong cái console của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ clear nó đi này. Clear đi để chúng ta chạy lại thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm dấu hỏi chấm này. Fill. Fill bằng file với các bạn nhé. Mình sẽ sort theo file này. Dấu hỏi chấm fill file thì nó sẽ đọc vào trong cái hàm của chúng ta và nó sort theo file theo là giảm dần. Ở đây thì 22 triệu này. Sau đó còn 21 triệu này. Sau đó còn 20. 19. Rồi. Chúng ta sau đó chúng ta sẽ clear nó đi. Và chúng ta có thể là chạy lại sort theo theo name. Enter. Các bạn có thể xem. Hay sort theo name thì các bạn thấy ở đây sẽ có lại iPhone 9 này, iPhone 8 này, 76. Ở đây nó sort theo tới là 1 các bạn. Nó sẽ sort theo kiểu là số 1 trước thì nó sẽ làm sao các bạn nhé. Nó sẽ giảm dần, 9 này trước, sớm số 9 thì nó sẽ lớn hơn số 1 thôi. Rồi. Ở đây thì mình có thể sort theo ID. ID là enter. ID thì nó sẽ không sắp xếp, mà sắp xếp theo ID kiểu như thế này luôn. Rồi, ID thì nó sẽ cũng sắp xếp giảm dần. Ok. Và mình có thể là sắp xếp theo ngày tạo. Ngày tạo là create day, sắp xếp theo ngày tạo create đây.
bị lỗi rồi. Cray đây nó bị lỗi, nó không map được cái property, có nghĩa là nó bị sai cái tên property, nó bị lỗi rồi. Rồi chúng ta sẽ show lại nhé. Clear mà thôi đây. Rồi chữ create đây thì phải có chữ đây này, chữ d viết khoa như thế này các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ test lại chương trình. Đây nó sẽ theo đây thì các bạn thấy tháng 12 trước này tới tháng 11, sau đó tháng 10 này, 9 này, 8. Ok, đây là nó sẽ chọn và sắp xếp theo là thứ tự giảm dần của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đã làm xong cái phần sort. Các bạn muốn hiển thị lên trên web thì các bạn sẽ bỏ cái repository này, response body này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào cho nó là một cái view product. Ok chưa? Và chúng ta sẽ set cho nó model attribute này. Chúng ta không cần sử dụng hồng for mà chúng ta sẽ sử dụng là model attribute. Model attribute của chúng ta là cái ls này, mà các bạn có thể xóa nó đi cũng được. Rồi. Ok, sau đó thì các bạn sẽ mở lên trên cái product của chúng ta. Mình xem trong cái product của chúng ta có cái gì. View product này. Ở đây có photo này, ID, name, price. Đây các bạn sẽ bỏ thêm một cái trường nữa, cái ngày tạo đấy các bạn. Rồi. Create. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái là create đây nữa. P.create. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Đây các bạn thấy nó hiển thị lại cho chúng ta theo cái giá giảm dần thì các bạn thấy giá 22 triệu này. Sau đó 21. Ok. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lọc theo cái ID phía trên này các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ vào cho nó là cái address là được các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có giá bỏ vào trong cái này của chúng ta thì chúng ta sẽ có là address. Hay đi. Ví dụ như thế. Đây mình sẽ test trước hai cái đây các bạn nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chạy lại ID này, sắp xếp thì giảm dần này. Name này, ok cho bạn, ID này, name. Tương tự như thế thì các bạn sẽ có là price. Tiếp theo là cái này là create. Create này các bạn viết cho nó đúng lỗi chính tả chứ còn nó bị sai, bởi vì cái này nó theo cái folder này các bạn. Đây create đây này, các bạn viết như thế này, mình sẽ có chữ đây viết hoa các bạn nhé, chữ d viết hoa create đây. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ F5 lại chương trình của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đã viết sắp xếp theo ID này, ID giảm dần này, name giảm dần này, price giảm dần này, và ngày tạo. Ok, đây là chương trình của chúng ta. Các bạn có thể tham khảo code.